năm kiến chấp, ngũ kiến hay ngũ ác kiến là những nhận thức sai lầm thường gặp ở kẻ phàm phu, gồm có 1. Thân kiến, còn gọi là ngã kiến, là nhận thức sai lầm cho rằng có một bản ngã riêng biệt tồn tại trong thực tại, làm chủ sở hữu các đối tượng trong vũ trụ. 2. Biên kiến là nhận thức sai lầm thiên lệch về một bên, hoặc chấp rằng đời sống là thường tồn, thường kiến, hoặc chấp rằng đời sống không tồn tại sau khi chết, đoạn kiến. 3. Tà kiến là nhận thức sai lầm về sự vật, không biết có nhân quả, nhân duyên. 4. Giới cấm thủ kiến là nhận thức sai lầm cố chấp vào các điều luật, giới luật của ngoại đạo. Chẳng hạn như tu hành khổ hạnh, cho rằng bám chặt theo đó có thể dẫn đến giải thoát. 5. Kiến thủ kiến là nhận thức sai lầm, không biết tiếp nhận chân lý, cố chấp vào một quan điểm sai lầm nào đó, rồi lấy đó làm nền tảng để xây dựng các quan điểm khác. Vì thế, chắc chắn phải dẫn đến tất cả đều sai lầm. 5 món cay, ngũ vị tân. 1. Tỏi, đại toán. 2. Hành, cách thông. 3. Hẹ, từ thông. 4. Kiệu, lang thông. 5. Nén, hưng cừ. 5 món này có vị cay nồng, kích thích sự ham muốn nhục dục, nên người xuất gia không nên ăn. 5 món chế biến từ sữa, ngũ chủng ngưu vị, gồm sữa, kem sữa, bơ sống, bơ chín, đề hồ, nhũ, lạc, sanh tô, thục tô, đề hồ, là các món ăn được chế biến ra từ sữa bò, trong đó đề hồ là món tinh khiết nhất, ngon, quý nhất. 52 chúng, xem ngũ thập nhị chúng, 5 pháp ngăn che, ngũ cái, 5 loại phiền não ngăn che sự sáng suốt của tâm thức gồm có 1. Tham dục, 2. Sân khỏe, 3. Thụy miên, biến nhát, mê ngủ, 4. Trạo hối, xao động bất an, 5. Nghi ngờ chánh pháp, 5. Sự bố thí, ngũ sự thí, 1. Dùng vật chất bố thí, thí sắc, 2. Dùng công sức bố thí, thí lực, 3. Dùng sự an ổn bố thí, tức là bảo vệ người khác, thí an, 4. Dùng mạng sống để bố thí, thí mạng, 5. Dùng tài biện luận bố thí, nghĩa là dùng khả năng biện luận để giúp người được lợi lạc, thí biện. 5. Sự uế trược, ngũ trược là 5 tính chất xấu xa ô nhiễm của một thế giới uế tạp như thế giới ta bà này, bao gồm kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược và mạng trược. 5 sức, ngũ lực, 5 nguồn sức mạnh giúp người tu tập vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại. 5 sức mạnh đó là 1. Tính lực, sức mạnh của đức tin. 2. Nguyện lực, sức mạnh của tâm nguyện, quyết thực hiện điều đã phát nguyện. 3. Niệm lực, sức mạnh nghĩ nhớ, niệm tưởng đến chánh pháp, phá được tất cả mọi tà niệm, tạp niệm. 4. Định lực, sức mạnh của sự định tâm, nhiếp tâm. 5. Tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ sáng suốt. 5. Thứ nhất, ngũ nhãn. 1. Nhục nhãn, mắt thịt, chỉ mắt của người thường chỉ thấy được trong giới hạn nhất định của mắt. 2. Thiên nhãn. 3. Huệ nhãn là khả năng nhìn thấy do sự khai mở trí huệ, nên sáng suốt và không bị giới hạn như mắt thường. 4. Pháp nhãn. 5. Phật nhãn là khả năng nhìn thấy sau khi chứng quả vô thượng bồ đề thành Phật, nghĩa là chỉ có chư Phật Thế Tôn mới có mà thôi. Bậc giác ngộ hoàn toàn sẽ có đủ 5 thứ mắt này. Chúng sanh phàm tục chỉ có nhục nhãn. Người tu hành tùy theo mức độ chứng đắc mà lần lượt được thêm các loại mắt khác, cho đến Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn mới có Phật nhãn. 5 tội nghịch.
ngũ nghịch tội. Tiếng Phạn là Pansanantarija Kamani, Hán dịch là ngũ nghịch tội hay ngũ vô gián nghiệp, nghĩa là năm tội nghịch. Khi phạm vào phải đọa địa ngục vô gián, chịu sự khổ sở không gián đoạn. Đây là năm tội nặng nhất đối với mọi chúng sanh. Vì đối với người có ân, nhưng thay vì phụng thờ cung kính, lại ngũ nghịch làm hại, nên gọi là tội nghịch. Theo Tiểu Thừa thì năm tội nghịch là: 1. Giết cha. 2. Giết mẹ. 3. Giết A-la-hán. 4. Phá hòa hợp tăng. 5. Làm thân Phật chảy máu. Tuy nhiên, theo Đại Thừa thì khái niệm năm tội nghịch rộng hơn, do đó cũng có nhiều chúng sanh dễ phạm vào hơn. Chúng tôi nghiêng về việc hiểu khái niệm năm tội nghịch ở đây theo Đại Thừa bao gồm: 1. Phá hoại tháp Phật, tôn tượng, chùa, tinh xá, hoặc trộm, cướp tài vật của Tam Bảo, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người khác làm, hoặc thấy người khác làm như vậy mà sanh tâm vui mừng. 2. Phỉ báng, khinh chê giáo pháp của Phật, bao gồm cả giáo pháp Tiểu Thừa và Đại Thừa. 3. Cưỡng bức ép buộc tỳ kheo hoàng tục hoặc giết hại tỳ kheo. 4. Phạm vào một trong năm tội nghịch của Tiểu Thừa như vừa kể trên. 5. Khinh chê nhân quả, cho rằng không có nghiệp thiện, nghiệp ác, thường làm 10 nghiệp bất thiện, không sợ quả báo đời sau, thường tự làm hoặc bảo người khác làm 10 nghiệp ác. Theo cách hiểu này thì hầu hết chúng sanh tà kiến đều rất dễ dàng phạm vào năm tội nghịch nếu không biết tin nhận và học theo chánh pháp. Trong Bồ Tát Giới Kinh lại có ghi chép 7 thứ tội nghịch. Thất nghịch tội là: 1. Làm cho thân Phật ra máu, như chém đánh, ném đá. 2. Giết cha. 3. Giết mẹ. 4. Giết hòa thượng. 5. Giết A Xà Lê. 6. Phá yết ma chuyển pháp luân tăng. 7. Giết thánh nhân. 5. Tướng suy, ngũ suy tướng. 5 tướng hiện ra khi chư thiên ở các cõi trời đã hưởng hết phước đức, sắp phải xả thân để sanh về một cảnh giới khác. 5 tướng suy đó là: 1. Quần áo thường dơ bẩn. 2. Đầu tóc rối bời, hoa trên đầu tàn tạ. 3. Thân thể hôi hám và nhơ nhớp. 4. Dưới nách thường ra mồ hôi. 5. Không thấy ưa thích ngai vị chỗ ngồi của mình. 5. Uẩn, xem năm ấm, xem thêm ấm nhập giới. 5. Dốc, ngũ thể, 5 phần của thân thể bao gồm đầu, hai tay và hai chân. Ngà voi sanh hoa, tượng nha sanh hoa. Kinh văn nói rằng khi trời có sấm sét chuyển mưa thì trên tất cả các ngà voi đều sanh ra những dân hoa. Có 3 cách giải thích điều này. Một thuyết cho rằng ở đây chỉ loài cỏ ngà voi, tượng nha thảo, khi trời có sấm sét thì trổ hoa. Thuyết thứ hai cho rằng trong kinh có nói đến loài voi khi nghe tiếng sấm thì trên ngà của chúng trổ ra hoa. Thuyết thứ ba nói rằng không có hoa được sanh ra, nhưng là trên các ngà voi hiện lên những đường vân có hình như dân hoa. Chúng tôi xét rằng thuyết thứ nhất võ đoán chữ thảo trong kinh văn không có. Thuyết thứ hai nói là trong kinh nói nhưng không nói là kinh nào, đã thử tìm cũng không thấy. Vì thế chúng tôi chọn tin theo thuyết thứ ba. Ngã chấp, xem ngã kiến. Ngã kiến hay ngã chấp, quan điểm cho rằng có một bản ngã thực sự tồn tại độc lập so với các đối tượng bên ngoài nó, gọi là ngoại cảnh. Nhận thức này là sai lầm, không đúng thật với thực tại vốn hiện hữu do sự kết hợp của nhân duyên. Kể cả cái gọi là bản ngã đó cũng không ngoại lệ. Ngã mạn, tự cao, tự cho mình là hay, giỏi và có ý chê khinh người khác. Ngã và ngã sở,
kiến chấp mê lầm cho rằng có một bản ngã tồn tại độc lập, ngã, và các đối tượng thuộc về bản ngã ấy, ngã sở, thường hiểu đơn giản là ta và vật của ta. Người tu tập nếu biết được cái ta, ngã, vốn đã là không thật, thì những vật do ta sở hữu, ngã sở, cũng không thật có. Ngạn thọ tỉnh đằng, xem cây lớn mọc sát ven sông. Nghi kết, xem ba kết, nghĩa hữu dư, nghĩa vô dư. Ý nghĩa hữu dư là ý nghĩa còn có thể bổ khuyết cho đầy đủ. Ý nghĩa vô dư là nghĩa trọn vẹn, tuyệt đối, không thể thêm bớt, thay đổi. Nghĩa vô ngại trí, xem bốn trí không ngăn ngại. Nghiệp ác vô gián, những nghiệp ác rất nặng nề, phải đọa vào địa ngục vô gián, nghĩa là phải chịu đựng những hình phạt khổ não không lúc nào gián đoạn. Nghiệp kết, nghiệp và các phiền não trói buộc. Ngũ ác kiến, xem năm kiến chấp. Ngũ ấm, xem năm ấm. Ngũ bất hoàng thiên, xem năm cõi tịnh cư. Ngũ bộ tăng, xem năm bộ tăng. Ngũ cái, xem năm pháp ngăn che. Ngũ căn, xem năm căn lành. Ngũ chủng bất hoàng, xem a na hàm. Ngũ chủng ngưu dị, xem năm món chế biến từ sữa. Ngũ dục, xem năm dục. Ngũ độn sử, xem ngũ hạ kết, xem thêm kết sử. Ngũ giới, xem năm giới. Ngũ hạ kết cũng gọi là ngũ độn sử, là năm mối trói buộc của chúng sanh dục giới, gồm những trói buộc vì quan điểm sai lầm, vì sự nghi ngờ, vì giữ theo tà giới, vì tham lam và vì sân hận. Ngũ hạ kết bao gồm 1. Thân kết, 2. Giới cấm thủ kết, 3. Nghi kết, 4. Tham kết, trói buộc do lòng tham lam, 5. Sân kết, trói buộc do lòng sân hận. Ngũ kiến, xem 5 kiến chấp. Ngũ lực, xem 5 sức. Ngũ na hàm thiên, xem 5 cõi tịnh cư. Ngũ nghịch tội, xem 5 tội nghịch. Ngũ nhãn, xem 5 thứ mắt. Ngũ sự thí, xem 5 sự bố thí. Ngũ thập nhị chúng, 52 chúng, hay ngũ thập nhị hội chúng. Thuật ngữ xuất phát từ kinh Đại Bát Niết Bàn này được dùng để chỉ tất cả các loài chúng sanh thuộc mọi tầng lớp, chủng loại khác nhau khắp trong vũ trụ. Vì phần đầu kinh này, khi mô tả về các loài chúng sanh kéo về tụ hội nơi Phật nhập Niết Bàn, đã diễn tả đủ tất cả là 52 hội chúng khác nhau. Bắt đầu từ chư đại tỳ kheo gần gũi bên Phật, cho đến cuối cùng là chư đại Bồ Tát trong khắp mười phương thế giới. Ngũ thập nhị hội chúng, xem ngũ thập nhị chúng. Ngũ thể, xem năm dốc. Ngũ thù thắng căn, xem năm căn lành. Ngũ tịnh cư thiên, xem năm cõi tịnh cư. Ngũ trí tam muội. Theo Đức Phật giảng giải trong kinh Đại Bát Niết Bàn này ở quyển 31, trang 76, tập 6, thì ngũ trí tam muội gồm 1. Tam muội vô thực, 2. Tam muội vô quá, 3. Tam muội thân ý thanh tịnh nhất tâm, 4. Tam muội nhân quả câu lạc, 5. Tam muội thường niệm. Năm phép tam muội này giúp sanh khởi trí tuệ, nên tùy theo mức độ phá trừ phiền não cũng được giảng giải thành năm bậc như sau. 1. Sơ trí. Hành giả khi tu tập nếu khởi sanh phiền não, liền ngay khi ấy khởi sanh trí tuệ dứt trừ phiền não, làm cho tâm định được thanh tịnh như bậc thánh. 2. Đệ nhị trí. Tâm được thanh tịnh như bậc thánh, tự biết đó không phải là chỗ phàm phu có thể đạt được, mà là chỗ hàng trí giả ngợi khen xưng tán.
vì đạt được trí tuệ của bậc thánh, không gọi là phàm phu. Phân biệt như vậy phá được giả danh, gọi là đệ nhị trí. 3. Đệ tam trí, dứt trừ hết thảy phiền não tham ái, nên gọi là tịch diệt. Vì tịch diệt nên đạt đến sự nhiệm màu, lìa các phiền não, nên gọi là xa lìa. Đạt được trí này thì lìa xa cõi dục, gọi là đệ tam trí. 4. Đệ tứ trí, tùy sự chứng đắc dứt trừ phiền não mà được an ổn tịch diệt, lìa xa sự vui thế tục nên gọi là hiện tại an vui. Về sau cũng an vui. Hiện tại an vui là cái vui dứt trừ phiền não, về sau an vui là cái vui niết bàn. Đó gọi là đệ tứ trí. 5. Đệ ngũ trí, hành giả thường thực hành tâm vô tướng, đạt được sự nhất tâm xuất định nhập định, gọi là đệ ngũ trí. Chứng đắc năm trí này tức là chứng quả tam muội, nên gọi là ngũ trí tam muội. Lại theo Niết Bàn Kinh Sớ Giải Dẫn Thành Luận quyển 6 phẩm ngũ trí, thì ngũ trí này gồm: 1. Pháp trụ trí, rõ biết sự sanh khởi của tất cả các pháp. 2. Nê hoàng trí, rõ biết sự diệt mất của tất cả các pháp. 3. Vô tranh trí, rõ biết lẽ chân thật không còn phải tranh cãi, biện luận với bất cứ ai. 4. Nguyện trí, đối với tất cả các pháp không còn sự chướng ngại. 5. Biên tế trí, đạt được trí tuệ tối thượng, đối với tất cả các pháp thiền định đều có thể tu tập tăng trưởng, được sức tự tại. Ngũ trụ Bồ Tát, vị Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 5 trong thập trụ của hàng Bồ Tát. Thập trụ chỉ 10 địa vị tu chứng mà vị Bồ Tát lần lượt trải qua trước khi đạt được quả vị Phật. Vì thế, có thể xem như tương đương với thập địa. Kinh luận đề cập đến 10 địa vị này không hoàn toàn giống nhau, nhưng tụ trung đều là để tạm hình dung được con đường tu tập mà vị Bồ Tát phải trải qua. Địa vị thứ 5 ở đây có thể là phương tiện cụ túc trụ, tương đương với cực nang thắng địa trong hệ thống thập địa. Tuy có sự khác biệt về tên gọi, nhưng tất cả các kinh luận đều thống nhất trong cách mô tả về 10 địa vị của Bồ Tát. Theo đó, từ địa vị thứ 6 trở lên, Bồ Tát không còn chịu sự ràng buộc của sanh tử, có thể hoàn toàn tự do tự tại trong việc hóa thân độ sanh tùy ý muốn. Ngũ quẩn, xem năm ấm. Ngũ vị tân, xem năm món cay. Ngũ vô gián nghiệp, xem năm tội nghịch. Ngũ vô gián tội, xem năm tội nghịch. Nguyện căn, xem năm căn lành. Nguyện trí, phạn ngữ là praniti sanana, chỉ trí tuệ do nguyện lực dẫn sanh, tùy nguyện mà rõ biết, đối với các pháp không còn có sự chướng ngại. Xem thêm ngũ trí tam muội. Ngư vương bối mẫu, xem bối mẫu. Người gỗ, người được làm bằng gỗ, bên trong khoét rỗng có đặt máy móc, khiến cho có thể cử động, đi, đứng, nháy mắt như người thật. Theo mô tả này thì cũng tương tự như các người máy hiện nay, nhưng có hình thức đơn sơ hơn. Người thứ 8, tức là người có đủ 8 đức giác tri hay 8 điều giác ngộ được dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Xem 8 điều giác ngộ. Nhâm bà, phiên âm từ phạn ngữ là Nim ba, cũng đọc là Nhậm bà. Nhậm bà là tên một loài cây hình dáng tương tự như cây xoan, có tên khoa học là Agrica chatangica. Nhân duyên sanh, xem 12 nhân duyên. Nhân hùng sư tử, xem nhân trung sư tử. Nhân trung chi long, rồng giữa loài người, ý nói những bậc kiệt xuất phi thường giữa những người tầm thường. Vì quan niệm ngày xưa cho rồng là loài cao quý, linh diệu. Nhân trung sư tử, sư tử giữa loài người, một tôn hiệu để xưng tán Đức Phật là bậc dũng mãnh hơn hết trong loài người. Như sư tử là loài thú oai mãnh hơn hết trong các loài thú, có khi cũng dùng nhân hùng sư tử. Nhân trung tượng dương, xem voi chúa giữa loài người.
nhẫn độ, xem Sằng Đề Ba La Mật, nhẫn nhục độ, xem bờ bên kia. Nhẫn pháp là pháp nhẫn nhục, pháp thứ ba của Thanh Văn Thừa, sau Đỉnh Pháp. Người đạt được pháp này có sự nhẫn chịu đối với mọi pháp, nên có thể tu tập tứ đế để đạt tới giải thoát. Nhẫn trí, mức độ tu chứng đạt được cả nhẫn và trí. Theo Đại Thừa thì nhẫn và trí chỉ là một đức. Bắt đầu tu pháp quán gọi là nhẫn, quán xét thành tựu gọi là trí. Nhập lưu, xem bốn quả thánh. Nhất bạch tam yết ma, xem bạch tứ yết ma. Nhất danh tứ thật, xem Tiên Đà Bà. Nhất lai, xem bốn quả thánh. Nhất thiết chủng trí, trí huệ biết được tất cả mọi sự việc, trí huệ bao trùm tất cả, được dùng để chỉ trí huệ giác ngộ hoàn toàn của Phật. Nhất thiết nhập xứ, xem mười nhất thiết nhập. Nhất thiết trí vô sở quý, xem bốn đức chẳng sợ. Nhất thiết trí, xem Tát Bà Nhã. Nhất thừa, cũng gọi là Phật thừa, Đại thừa, là pháp duy nhất đạt đến sự giải thoát rốt ráo, khác với giáo pháp của Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa, là giáo pháp phương tiện dùng để dẫn dắt người sơ cơ có căn tánh chậm lục, nên chưa thể đạt đến sự giải thoát rốt ráo. Xem thêm ba thừa. Nhất tử địa, xem cực ái nhất tử. Nhất giảng lai hay nhất lai, nghĩa là chỉ còn một lần tái sanh, tức quả vị Tư Đà Hàm, xem bốn quả thánh. Nhất xiển đề, phiên âm từ Phạn ngữ là Ichantika, chỉ người hoàn toàn không có lòng tin nơi Phật Pháp, nên cũng dịch nghĩa là đoạn thiện căn hay tính bất cụ túc. Vì hạng người này không có đức tin, nên không thể tiếp nhận bất cứ giáo pháp nào. Nhị bất định pháp, xem hai pháp không xác định. Nhị chủng thuyết, thuyết dạy hai nghĩa khác nhau, như một nghĩa là hữu tánh, một nghĩa là vô tánh. Phật vì chúng sanh mà thuyết pháp tánh, là vì các bậc hiền thánh mà thuyết là không có pháp tánh. Vì thế nên gọi là nhị chủng thuyết. Nhị đế, xem hai chân lý. Nhị thập ngũ hữu, xem 25 cảnh giới hiện hữu. Nhị thừa, xem ba thừa. Nhiễu, xem hữu nhiễu. Nhổ gai nhọn trong không trung, chỉ việc không cần làm, vì thật ra cũng không thể làm, vì sự việc không thật có, hoặc một vấn đề không cần đặt ra, vì giống là không thể có, và do đó là không thể thực hiện. Nhục nhãn, xem mắt thịt. Như pháp nói về thức ăn, nghĩa là những món ăn mà các vị tỳ kheo có thể thọ dụng đúng như giới luật giới định. Như thị ngã văn, câu mở đầu trong tất cả các kinh do Phật thuyết. Trong tất cả các kinh được diệt dịch từ trước đến nay, các vị tiền bối đều xem đây là lời Ngài A Nan thuật lại để xác tín rằng kinh này do Phật thuyết và chính Ngài được nghe. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cách hiểu như thế chưa hoàn toàn chuẩn xác, vì mấy lý do sau đây. Thứ nhất, chính trong kinh này có thuật lại đoạn di ngôn của Đức Phật về việc đặt câu như thị ngã văn ở đầu tất cả các kinh điển. Nhưng đó là sự dặn dò chung cho tất cả các đệ tử Phật, chứ không phải riêng Ngài A Nan, mặc dù Ngài là người thưa hỏi. Vì thế, đại từ tôi ở đây phải được hiểu là người nói lại hoặc ghi chép lại kinh Phật, cho dù người đó là bất cứ ai trong số các đệ tử của Phật. Thứ hai, tuy Ngài A Nan là bậc đa văn đệ nhất, nhưng đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất không chỉ duy nhất có mình Ngài. Ngược lại, Ngài Ca Diếp mới là chủ trì đại hội và có sự tham dự của 500 vị A-la-hán, trong đó Ngài A Nan là người chứng quả sau cùng. Như vậy, ngoài yếu tố đa văn ra, thì tất cả các vị khác đều là những người có sự tu tập và chứng ngộ trước Ngài A Nan.
Do đó, các vị không đến đại hội chỉ để nghe Ngài A Nan tuyên thuyết lại kinh điển, mà còn giữ vai trò xác nhận và bổ sung những chỗ thiếu sót. Điều này có thể được chứng minh ngay trong kinh này, vì từ đầu kinh đã có đoạn nói rõ là Ngài A Nan và Ngài Ca Diếp đều không có mặt. Vậy tôi ở đây không thể là Ngài A Nan. Trong kinh Lăng Nghiêm cũng có trường hợp tương tự. Khi Ngài A Nan gặp nạn Ma Đăng Già không có mặt tại pháp hội, nhưng mọi chi tiết vẫn được kể rõ trong kinh. Vậy chắc chắn phải là do những vị khác bổ sung vào. Thứ ba, kinh điển sau khi Phật nhập diệt chỉ được truyền lại bằng cách trực tiếp người này đọc cho người kia nghe, vì chưa được ghi chép thành văn tự. Như vậy, đại từ tôi chắc chắn đã được dùng bởi tất cả những người đứng ra truyền lại kinh điển cho người khác. Và điều này còn trải qua nhiều thế kỷ trước khi chính thức có sự ghi chép kinh điển. Vì những lý do đó, chúng tôi cho rằng đại từ tôi không nhất thiết chỉ riêng Ngài A Nan. Mặt khác, khi kinh điển đã chính thức được ghi chép lại, thì đây phải là kết quả việc làm của nhiều người trong các đại hội kết tập, chứ không phải của riêng một người. Nên việc sử dụng đại từ chúng tôi là thích hợp hơn. Ngoài ra, chữ văn cần phải dịch là được nghe, để nhấn mạnh việc người nghe không chỉ tình cờ nghe được, mà là một sự tiếp nhận chính thức và đáng tin cậy. Chữ như thị phải dịch là đúng như thế này mới hợp với ý nghĩa của nó, thường được dùng trong kinh Phật. Chúng ta đều biết Đức Phật thường dùng chữ như thị mỗi khi xác nhận một sự việc hay một câu nói nào đó là hoàn toàn đúng thật. Những cảnh giới thấp chỉ ba cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ni Đà Na dịch nghĩa là nhân duyên, là những kinh Phật thuyết giảng về lý nhân duyên, nhân quả, xem 12 bộ kinh. Ni Kiền hay Ni Kiền Đà, phiên âm từ Phạn ngữ là Nigrantha, là một trong sáu phái ngoại đạo đồng thời với Đức Phật. Ni Kiền dịch nghĩa là ly hệ giả, lìa sự ràng buộc. Người tu theo phái Ni Kiền không mặc quần áo, lõa thể, vì họ cho rằng quần áo là các món ràng buộc. Xem Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử. Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử, phiên âm từ Phạn ngữ Nigranthanatiputra, cũng gọi tắt là Ni Kiền, hán dịch là ly hệ hoặc bất hệ, là một trong sáu vị thầy ngoại đạo, lục sư thời Đức Phật. Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề, phiên âm từ Phạn ngữ là Nasakrit Matayantika. Ni Tát Kỳ, hán dịch là tận xả, nghĩa là từ bỏ hết tất cả ba vật đề. Hán dịch là đọa, nghĩa là rơi vào chỗ xấu ác. Người phạm tội này phải đọa vào địa ngục. Để sám hối trừ tội, trước hết phải mang tất cả tài vật liên quan đến trước chúng tăng mà xả bỏ hết, sau đó mới chân thành sám hối trước chúng tăng. Vì vậy, phép sám hối này cũng gọi là xả đọa. Có 30 pháp được gọi là tam thập xả đọa.